Từ năm ngoái, xã La Sơn đã đạt nông thôn mới nâng cao. Không còn bóng dáng một xã vùng chiêm trũng như bà con vẫn hay nói 6 tháng đi tay, 6 tháng đi chân. Nhưng sự khang trang này không giữ được chân lao động. Sau phong trào người người đi vào Nam kiếm sống, con cái ông Tuấn và nhiều thanh niên ở đây có xu hướng đi gần hơn, đó là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Như làm ăn xa họ quen rồi, bây giờ về đây lập nghiệp thì nó cũng hơi khó anh nhỉ. Thế giờ các anh bây giờ là đi là mở cửa hàng, vợ con đi cả mà chỉ nhà cửa vẫn còn quê. Nhân khẩu không cắt đi nhưng mà cũng hàng năm là có công việc ngày tư ngày Tết vẫn về. Theo anh Trung, mặc dù Hà Nam đang chuyển mạnh công nghiệp hóa, nhưng nhà máy xí nghiệp phân bổ về nông thôn lại không đồng đều giữa các huyện. Nông thôn mới có nơi chỉ là tấm áo mới, mà chưa phải là một môi trường để người dân lập nghiệp nuôi thân. Hai sào ruộng, thế nhưng mà làm không đủ ăn. Đến tháng 3 ngày 8 này đọc có phải đi ra đường này kiếm sống. Những ngôi làng rỗng hiện hữu ở nhiều nơi. Khi xu hướng ly hương vẫn còn mạnh, thì hệ lụy xã hội là sự lãng phí trong đầu tư hạ tầng ở nông thôn và sức ép lên các đô thị. Địa phương thì chúng tôi cũng đang có một cái chương trình kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn để xây dựng các cái nhà xưởng để làm sao mà kêu gọi được các cháu về quê hương công tác. Tôi nghĩ rằng là quá trình phát triển nông thôn mới phải gắn liền với quá trình đô thị hóa. Và đô thị hóa hiện nay đấy, chúng ta mới tập hợp bằng các tiêu chí về dân số, về hành chính. Nhưng thực sự là chúng ta phải tính đến việc là củng cố cho các cái vùng nông thôn ấy, các cái tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, về điều kiện sống, về sinh kế phi nông nghiệp để mà tiến hành đô thị hóa từng bước ở nông thôn. Để chuẩn bị cho đợt tuyển quân vào tháng 10 này, qua rà soát, xã La Sơn đang có 167 thanh niên không có mặt ở địa phương. Năm nào nỗ lực liên hệ thì cũng chỉ gọi về được gần một nửa. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương vẫn luôn tự hào về số tiền đóng góp của con em đi làm ăn xa, mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng bao giờ người già được sống bên con cháu thì vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.